Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày mất của nữ tướng Nguyễn Thị Định tại khu lưu niệm Nguyễn Thị Định ở xã Lương Quà, huyện Dòng Trơm. Phát biểu ôn lại lịch sử cuộc đời và sự nghiệp cách mạng nữ tướng Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thế hệ người Việt Nam và trên quê hương đồng khởi anh hùng. Đồng chí Nguyễn Thị Định được người dân triều mến gọi là cô Ba Định, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Quà, huyện Dòng Trơm, tham gia hoạt động cách mạng năm 1936 lúc 16 tuổi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 10 năm 1938. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí từng bị địch bắt tù đài và từng giữ nhiều trọng trách khác nhau. Đặc biệt, năm 1946, nhận được lệnh của khu ủy, khu 8 và tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Nguyễn Thị Định cùng đoàn đại biểu quân dân chính khu đi bằng đường biển ra Trung ương với hai nhiệm vụ, báo cáo tình hình cách mạng miền Nam và xin chi viện vũ khí cho quân dân Nam Bộ để tăng thêm thực lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau đồng khởi, đồng chí được phân công làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, rồi phó tư lệnh giải phóng miền Nam. Năm 1974, đồng chí Nguyễn Thị Định được phong hàm tướng, vị tướng đặc biệt như Bác Hồ từng nói, phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy, thật dễ dàng cho cả miền Nam, cho cả dân tộc. Nữ tướng Nguyễn Thị Định mất ngày 26 tháng 8 năm 1992 dương lịch. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hai quân chương Hồ Chí Minh, quân chương quân công hạng nhất và nhiều quân chương cao quý khác. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng, Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng trao tặng 100 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp và dịch vụ Fataco Bến Tre trao tặng 100 triệu đồng để chỉnh trang nâng cấp khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.